Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi xin trân trọng gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe sedan hạng B số tự động quý vị các bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Toyota Vios phiên bản E số tự động quý bạn nhé. Phiên bản này là phiên bản E và là số tự động rồi. Chiếc xe được sản xuất năm 2018 và lăn bánh được hơn 7 vạn km rồi quý vị các bạn ạ. Và chiếc xe này đăng ký tên tư nhân quý bạn nhé. Còn là biển thì bây giờ là biển tỉnh quý bạn ạ. Chúng tôi mua xe biển tỉnh hay là biển Hà Nội hay là biển ở đâu bây giờ không quan trọng nữa, vì là bây giờ theo thủ tục mới từ luật định danh biển số thì tất cả những chiếc xe chúng tôi mua về là chúng tôi phải làm thủ tục thu hồi đăng ký biển số mới lại biển số và đăng ký luôn. Cho nên là tất cả những chiếc xe bây giờ là mua về làm thủ tục xong là không còn biển nữa. Quý vị và các bạn mua về là chỉ việc ra sang tên và bấm biển mới thôi các bạn nhé. Và thủ tục thì xe biển tỉnh hay là xe biển Hà Nội hay biển gì cũng đều như nhau. Không mất 20 triệu tiền biển mà chỉ mất 150k phí cấp biển số thôi các bạn ạ. Không phân biệt biển tỉnh nữa rồi. Cho nên là quý vị và các bạn không cần phải quan tâm biển Hà Nội hay là biển tỉnh nữa các bạn nhé. Đấy, một chiếc xe rất là đẹp ạ. Nhìn về phần ngoại thất bên ngoài của chiếc xe này là chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả các bạn ạ. Màu vàng cát rất là đẹp đấy. Nhìn về cụm đèn pha này, phần đầu này đều chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả. Tất cả các nước sơn còn đều rất đẹp luôn các bạn nhé. Chiếc xe này lăn bánh có hơn 7 vạn thôi và là cái phiên bản E số tự động. Và bây giờ thì tôi sẽ cho quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần nội thất bên trong của chiếc xe. Nội thất này là màu vàng quý bạn nhé, gọi là màu vàng kem hay còn gọi là màu be quý bạn nhé. Đấy, rất là mới, rất là đẹp. Toàn bộ về cái phần nội thất của chiếc xe này là phiên bản này là phiên bản E số tự động. Xe cũng đã được trang bị sẵn luôn là nội thất ghế da rồi các bạn ạ. Ghế da và là màu kem, đấy, rất đẹp luôn các bạn ạ. Toàn bộ từ táp bi cánh cửa cho đến nội thất đều rất là đẹp. Và đây là cái tem của nhà sản xuất đấy ạ. Chiếc xe được sản xuất năm 2018 các bạn nhé. Đấy, đăng ký tên tư nhân và lăn bánh được hơn 7 vạn rồi. Rất là mới, rất là đẹp đây các bạn này. Vô lăng, cần số các thứ đều rất là đẹp luôn các bạn ạ. Đấy, đây là cái đồng hồ tôi bật lên cho quý vị và các bạn cùng xem nhé. Chính xác là 7 vạn 8 km rồi. Đấy, chiếc xe đã lăn bánh được 7 vạn 8 km rồi quý vị các bạn nhé. Rất là mới, rất là đẹp, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả. Cho nên là toàn bộ ngoại thất cho đến nội thất đấy, tất cả là còn nguyên bản hết. Chúng tôi cam kết với quý vị và các bạn về chiếc xe này là còn nguyên bản, không có bị tai nạn, không có bị ngập nước, tất cả còn nguyên bản luôn các bạn ạ. Và thưa với quý vị và các bạn, với chiếc xe đẹp như thế này thì chúng tôi bán với giá chỉ 389 triệu đồng thôi quý bạn ạ. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn. Vì vậy mà quý vị và các bạn chỉ việc thanh toán trước 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì quý vị và các bạn có thể thanh toán trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản quý vị và các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Toyota Vios E số tự động 2018 này, thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở số 318 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Toyota Vios E số tự động 2018 này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên từ kênh ô tô 360 nè. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Chúng tôi cũng mong muốn quý vị và các bạn hãy đến xem xe trực tiếp tại cửa hàng chúng tôi, tại vì ngay tại cửa hàng chúng tôi đây thì chúng tôi còn rất nhiều những bản xe Toyota Vios khác, bản E số sàn có, E số tự động có, phiên bản G cũng có ạ. Đấy, và các đời từ 15, 16 đến tận đời 22 chúng tôi đều có hết luôn quý vị các bạn nhé. Đấy, toàn bộ về phần ngoại thất của chiếc xe, phần nội thất của chiếc xe đều rất là đẹp đấy ạ. Nội thất màu vàng, màu be đều rất là đẹp và rất là mới luôn quý vị các bạn nhé.
toàn bộ từ ngoại thất cho đến nội thất đều rất là đẹp. Đẹp từ táp lô cho đến táp bi cánh cửa. Đấy, đây là cái phần táp bi cánh cửa đây các bạn này. Táp bi còn nguyên bản và còn rất là đẹp. Đấy, chưa có bị xước sát gì cả. Ghế da đều rất đẹp, rất là mới luôn các bạn nhé. Đẹp toàn bộ từ ghế da này đến những cái phần táp lô này, vô lăng cần số. Đấy, tay phanh, tất cả đều rất là mới, rất là đẹp luôn các bạn nhé. Vì chiếc xe này mới lăn bánh có hơn 7 vạn km thôi các bạn ạ. 2018 tính ra là hơn 5 năm sử dụng rồi. Mỗi một năm là lăn bánh có hơn 1 vạn thôi, nên là 7 vạn km, hơn 7 vạn km. Chiếc xe này còn rất là mới, rất là đẹp các bạn ạ. Thì vừa rồi tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn về cái phần ngoại thất và phần nội thất của chiếc xe rồi. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần động cơ của chiếc xe nhé. Toyota cũng đã trang bị cho chiếc Vios E 2018 này là một cái khối động cơ xăng. Đấy, 1.5 lít VVT-i và tất cả là còn nguyên bản đấy. Nguyên bản từ ốc mặt máy cho đến tất cả những ốc chân máy các bạn nhé. Đấy, còn nguyên bản hết luôn này. Ốc cabo này, đây là cái phần ốc cabo keo chỉ cabo này là còn nguyên bản hết luôn các bạn này. Đấy, tất cả còn nguyên bản và còn rất là mới luôn các bạn nhé, rất đẹp. Thì chiếc xe này chúng tôi cũng đã dọn dẹp sạch sẽ đẹp đẽ rồi, cho nên là quý vị và các bạn nào mà muốn sở hữu chiếc xe này thì đến ngay cửa hàng chúng tôi để làm việc các bạn nhé. Chiếc xe này quý bạn mua về chỉ việc sang tên ra bấm biển mới thôi. Thủ tục thì rất là nhanh chóng vì hồ sơ chúng tôi cũng đã rút cầm tay hết cả rồi quý bạn ạ. Vậy nếu như quý vị các bạn nào mà quan tâm thì mời quý vị các bạn hãy qua cửa hàng chúng tôi số 318-320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe quý bạn nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Đấy, thì xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. We'll be right back.